Hữu Dịnh, con này cà ký á. Còn ôi nó bự. Dòm thấy mà biết rồi. Còn hả? Con này quá hay quá hay quá. Con cắn được á. Nó có bán rồi. Vậy hả? Có lúa rồi, có lúa rồi. Có lúa rồi. Dạ dạ. Dễ lắm. 107 kg. Ôi đã quá. Trời ơi, 27 hả? Câu đó là nó đứng giọng nào mới vô, nó mới vô không là nó đứng tới cái to tối luôn. Mình quay cho bạn coi ha, đứng đi, nó đứng đó dưới chỗ ông, nó hồng dở lần câu lên là cái con ông của ông á. Ông đi vô, đi theo ông vô. Không đi vô, không chịu, nó hẹo vô. Cưng gốc không, là không đi vô lại, giờ đi vô. Đi mua chuối các bạn. Chứ được kêu ha. Thấy thằng đóng đang cầu cá này. Cá hôm nay không khó hết vô. Cá của nó câu là toàn là cá ở lại đây nè. Cá quay không vô luôn. Cái chùa mấy ngày nữa câu cũng ngon, hôm nay là câu chưa ngon đâu, 2-3 ngày nữa câu cũng ngon, ăn rồi không, cá nhỏ.
cơ. Cái đồ đồng này cơ. Chào các bạn, anh em hãy gửi video nhớ đăng ký cho một đăng ký và những sự chia sẻ cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.